Thời gian qua, Hoài Linh là cái tên thu hút sự quan tâm lớn của khán giả. Không chỉ vướng vào lùm xùm có liên quan tới Võ Hoàng Yên, nam danh hài còn mất điểm trầm trọng khi chậm trễ giải ngân khoản tiền từ thiện hơn 14 tỷ đồng cứu trợ đồng bào miền Trung lũ lụt 6 tháng trước. Trước làn sóng anti-fan nổi lên dữ dội, rất nhiều nhãn hàng mà Hoài Linh làm đại diện bị phản đối, yêu cầu gỡ hình ảnh, tẩy chay nam nghệ sĩ. Được biết, các xê quảng cáo của Hoài Linh thuộc hàng top trong showbiz Việt, dao động từ 2 tỷ đến 5 tỷ đồng. Những ngày qua, trước sức ép của khán giả, một số nhãn hàng đã gỡ hình ảnh của nam danh hài xuống. Có thông tin cho rằng, Hoài Linh sẽ mất số tiền lớn để đền bù thiệt hại khi để xảy ra scandal trong quá trình làm gương mặt đại diện, ước tính con số lên tới 10 tỷ đồng. Dù vậy, thực tế vẫn còn không ít nhãn hàng vẫn để hình ảnh quảng cáo của danh hài Hoài Linh. Trước đó, vào chiều ngày 30 tháng 5, trong livestream trên kênh Trường Đua Đại Nam, ông Huỳnh Uy Dũng đã có chia sẻ khá dài liên quan đến Hoài Linh. Cho tôi hỏi, với tư cách một công dân Việt Nam, cũng là một người miền Trung, nơi khó khăn nhất của đất nước từng xảy ra thiên tai. Dù gì Hoài Linh cũng nhỏ hơn tôi cả chục tuổi, coi như một người em đi. Cho tôi hỏi Hoài Linh suy nghĩ như thế nào? Mình tự vấn bản thân mình. Tôi nói rõ, trong một người bao giờ cũng có tính vật bị nén đâu đó, kể cả thánh nhân cũng có khi có con quỷ dữ nén trong đó. Mình tự vấn lại xem, khi đồng bào miền Trung đang bị thiên tai bão lụt, đang nằm trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, màn trời chiếu đất, mình đứng ra kêu gọi cho đồng bào, lúc đó đất nước ta cũng có dịch trước đó. Bao nhiêu người khổ lắm, nhưng nghĩa cử của dân Việt Nam ta là lá lành đùm lá rách. Chia sẻ cùng nhau lúc hoạn nạn, đóng góp gửi cho Hoài Linh, cả một niềm tin, cả một trái tim của chính mình và gửi cả vật chất, chia sẻ thứ mình có được. Có những em bé có trăm nghìn cũng gửi. Rồi khi Hoài Linh nhận niềm tin đó, đứng lên kêu gọi, khi Hoài Linh làm điều đó, cả tôi và tất cả dân đều cảm động lắm. Hoài Linh đã có nghĩa cử làm cho quê hương tôi cảm động lắm. Nhân dân gửi niềm tin đó cho mình, gửi cả vật chất. Rồi mình trả lời như thế nào khi thiên tai đã qua đi? Hoài Linh trả lời như thế nào với nhân dân miền Trung, với những người đã đóng góp, đã gửi niềm tin cho mình? Trong livestream của ông Dũng, bà Phương Hằng vợ ông bất ngờ xuất hiện và yêu cầu ông nói về cuộc điện thoại với Hoài Linh. Ông Dũng xác nhận, có một lần tôi đang đi trên xe gọi điện cho vợ của tôi, xong rồi vợ của tôi chuyển điện thoại. Hoài Linh nói với tôi nói thật á, Hoài Linh có khi cũng nghe tôi đang nói, phải không? Nếu tôi nói sai, tôi không phải là một Huỳnh Uy Dũng, không xứng đáng là một con người. Mặc dù vậy, nhưng ông Dũng lò vôi vẫn bày tỏ thái độ tin tưởng vào con người của Hoài Linh. Ông nhận xét, và tôi tin rằng, trong Hoài Linh có những điều tốt đẹp, rất tốt đẹp, ẩn chứa cái vốn có của chính mình. Nhưng mà vì một phút chốc nào đó mình lỡ có sai lầm đi, tôi tin rằng Hoài Linh cũng có khi giống Quyền Linh. Vụ Quyền Linh quảng cáo thuốc kém chất lượng nhưng đã lên tiếng xin lỗi và nhận được sự tha thứ của khán giả. Ông Dũng có cái nhìn khách quan về sự việc của Hoài Linh và đưa ra lời khuyên rằng nam danh hài cần nhận lỗi, khắc phục hậu quả và học tập Quyền Linh để lấy lại thiện cảm từ khán giả. Đại gia Dũng lò vôi, ông chủ tập đoàn Đại Nam cho biết những câu chuyện bà xã mình bóc mẻ trước giờ đều được che đậy khá hoàn hảo mà công chúng không ai biết. Trước đó, vào tối ngày 25 tháng 5, bà Nguyễn Phương Hằng, CEO của công ty cổ phần Đại Nam, đã lên sóng livestream tại Facebook và YouTube, tập trung giải đáp thắc mắc của công chúng về câu chuyện 14 tỷ đồng tiền từ thiện của danh hài Hoài Linh. Buổi livestream đã phá vỡ nhiều kỷ lục về livestream trên Facebook tại Việt Nam. Có lúc tổng số người xem trực tiếp lên tới hơn 300.000 người. Trong buổi chia sẻ với truyền thông, ông Huỳnh Uy Dũng, đại gia Dũng Lò Vôi đã không ngần ngại lý giải về sức hấp dẫn của bà xã Phương Hằng. Chia sẻ với truyền thông, ông Dũng, chồng bà Phương Hằng, nói đơn giản, tôi xem livestream một đoạn rồi đi thắp hương, vì tối qua là đêm 14 âm lịch, đang mùa lễ Phật đản, mình đã quy y thì đúng giờ là hành lễ, nghe kinh, mọi chuyện bên ngoài để sáng mai coi lại. Ông Dũng cũng đã nghe mọi người nói rằng buổi livestream của bà Hằng phá kỷ lục ở Việt Nam, nhưng ông không quan tâm đến thành tích đó. Lý giải về độ hot của bà xã Nguyễn Phương Hằng ở thời điểm hiện tại, đại gia Dũng Lò Vôi chia sẻ rằng những chuyện mà bà xã khui ra với những người dân và người hâm mộ đều như một bức màn được che đậy quá kỹ, bây giờ mới được vén lên. Ông cũng cho biết tất cả những gì ông và vợ mình đang làm đều vì cộng đồng, bởi chính các cơ quan truyền thông cũng như vợ chồng ông từng ngộ nhận về những người giả tốt rồi đi trục lợi. Sau thời gian suy tính, vợ chồng ông đã quyết định đưa sự việc ra trước ánh sáng của công lý. Theo lý giải của ông Huỳnh Uy Dũng, bản thân ông và bà xã Nguyễn Phương Hằng đã từng bị sập cái hầm rồi thì phải la lên cho mọi người biết là có cái hầm. Trong khi đó, có nhiều người vì sĩ diện và cái tôi của mình mà khiến cho cái xấu lên ngôi, những người dân tốt bị lừa. Đại gia Dũng Lò Vôi cũng cho biết trước khi thực hiện cuộc hành trình livestream vạch mặt này, bà Nguyễn Phương Hằng đều đã xin phép ý kiến của ông. Doanh nhân đình đám tiết lộ khi nào cần dừng sẽ dừng và sẽ chỉ dừng khi lôi ra hết bầy đàn.
chuỗi xích lớn trong suốt 14 năm qua của thần y Võ Hoàng Yên đã che đậy và lừa gạt người dân. Trong chuỗi xích lừa đảo mà ông chủ tập đoàn Đại Nam chia sẻ gồm 3 vấn đề: mê tín, tôn giáo và chữa bệnh. Dựa trên niềm tin vốn rất dồi dào nhưng cũng vô cùng mong manh, cộng thêm tinh thần sẵn sàng chia sẻ là truyền thống tốt đẹp của người dân Việt Nam, những kẻ lừa đảo dễ dàng trục lợi. Nếu không được phơi bày, lâu dần xã hội sẽ có nguy cơ lún sâu vào con đường mê muội. Nói về câu chuyện số tiền 14 tỷ đồng tiền hỗ trợ lũ lụt miền Trung mà danh hài Hoài Linh có liên quan, ông chủ tập đoàn Đại Nam khẳng định, không ai ăn nổi tiền cứu trợ đồng bào bão lụt hết. Ăn giữa cái sống cái chết của người dân tội lỗi lắm. Lúc hoạn nạn như thế, đồng bào mình đợi từng gói mì, chút dầu lửa thắp đèn, miếng tôm lợp nhà che mưa gió bão bùng, mà lợi dụng thiên tai đi trục lợi lòng nhân thì không một ai đồng tình hết. Có thể nói, vụ việc bà Nguyễn Phương Hằng liên tục lên tiếng tố cáo những góc khuất trong việc chữa bệnh của thần y Võ Hoàng Yên cũng như nhiều khuất tất trong mối quan hệ với danh hài Hoài Linh và số tiền 14 tỷ đồng cứu trợ đang thực sự là đề tài nóng của dư luận. Xoay quanh câu chuyện 14 tỷ đồng còn rất nhiều những tình tiết liên quan chưa được làm rõ và dân tình đang chờ câu trả lời xác đáng từ phía Hoài Linh.